Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Phi Đại Thần. Chúng ta hãy cùng đến với hành trình tập 3 của mình trên hành trình chơi con game Twilight Tower Defense. À, tập trước thì mình đã không thể nào có thể mở ra được con Hyper Upgrade Titan Speakerman với tỷ lệ là 1%, dù đã bỏ ra tận là 50.000 Robux. Chính vì thế hôm nay chúng ta sẽ trả thù bằng cách tôi đã nạp sẵn 20.000 gem, tương đương với 20.000 Robux để quay trở lại comeback cái con game này. Nghe đồn thằng em Hùng Akira nó chỉ mở đâu đó hình như là 20.000, hơn 20.000 là đã ra rồi các bạn ạ. Ở video lần này nếu mà tôi mở không ra thì tôi phải dùng phương án cuối cùng, đó chính là lấy nick thằng em Hùng để có thể trải nghiệm cho các bạn xem các bạn nhé. Và để tiếp thêm động lực, ủng hộ thêm 100% công lực sự may mắn thì các bạn đừng quên để lại cho tôi một like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào, and go. Rồi, không liên thoại lên tuyên nữa, chúng ta hãy cùng mua luôn 40 cái hòm này để chúng ta có thể mở ra được cái con Hyper Upgrade Titan Speakerman các bạn nhá. 10 hộp cuối này, ok. Như các bạn có đang thấy là hiện tại tôi đang sở hữu đó là 40 hòm. Và trong 40 hòm này mà nó không ra thì tôi quỳ luôn á. Theo như tỷ lệ 1% nhá, thì đáng lý nếu mà xui lắm ấy thì 50.000 Robux bạn phải được một con. Nhưng mà đéo hiểu sao 50.000 Robux. À, tập vừa rồi tôi lại đéo được con nào, mẹ ảo thật sự. Chính vì thế 20.000 Robux này nó phải cho tôi một cái gì đó something good. 10 hòm đầu tiên, let's go. Những cái hòm này thường thường nó sẽ nổ rất là to, không giống như Petix. Nhưng mà nó không phải là con Hyper Bread mà nó là cái con anh da đen các bạn. Oh, let's go. Lần đầu tiên các bạn ơi, 10 lần đầu tiên, let's go. Calm down, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Ây da, anh em ơi, 10 hòm đầu tiên tôi đã được con Hyper Upgrade Titan Speakerman rồi nè. Ây như vậy. Vãi đồi. Ai gu. Ban đầu thì tôi có ý định nếu mà mở 20.000 gem mà không ra thì tôi sẽ lấy nick của thằng em Hùng để chết, sau đó trải nghiệm cái con Hyper Upgrade Titan Speakerman này. Nhưng nếu thể nào ngờ được trong 10 gói đầu tiên, mọi cái cảm xúc nó vỡ òa các bạn ạ. Nhìn cái lượng đam của nó các bạn nhá. Chúng ta có Hyper Upgrade Titan Speakerman. Nó là một cái con có một cái sát thương AOE, tức là sát thương diện rộng, có thể chưởng nhiều con toilet cùng một lúc. Đầu tiên, đam cơ bản ở cấp 1 của nó là 2.500 đam. Và khi các bạn nâng max cấp lên thì đam của nó là 20.000 đam. Con số cực kỳ ấn tượng đúng không nào? Nếu như mà để nói là có bao nhiêu con mà có một cái lượng đam vượt hơn con Hyper Upgrade Titan Speakerman này thì chắc chắn với các bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nhá. Tiếp theo chúng ta có một cái tầm phạm vi là 25. Khi mà nâng cấp max thì nó là 55. Thời gian hồi chiêu của nó cấp 1 là 1 giây. Nếu mà các bạn nâng cấp max lên thì cái tốc độ đánh của nó là 0.25 giây. Rất là nhanh đúng không các bạn? 0.25 là một trong những cái khoảng thời gian hồi chiêu cực kỳ ấn tượng. Nếu như mà các bạn có thêm những cái con như là DJ Streakerman này của tôi thì nó sẽ tăng thêm cho các bạn từ 5 đến 15% đam. Hoặc là những bạn nào có những cái con unit mà nó có thể giảm thời gian hồi chiêu, giống như là con DJ TV Man này, thì nó còn giảm được tối đa là 25% thời gian hồi chiêu nữa cơ. Đó, tức là khi mà các bạn cầm con unit này kết hợp với những con unit support như là DJ Speakerman của tôi đang có, hoặc là giàu giàu thì là DJ TV Man, thì cái con này nó gọi là bố luôn, là vua luôn, đứng trên đỉnh xã hội luôn. Rồi, và DPS của nó, tức là cái lượng đam của nó gây ra trong vòng 1 giây là 80.000. Rồi, chắc chắn là các bạn nếu mà đã thích con này thì các bạn cũng đã thừa biết những gì mà tôi vừa nói là con này đã bá đạo ra sao. Chúng ta vẫn còn đang tận 30 hòm nữa. Tôi tin là tôi có thể ra được thêm một con Hyper Upgrade Titan Speakerman. Các bạn tin không? Bam. Tôi tin là tôi sẽ ra thêm một con nữa. Nếu như vậy thì cái video này quá bùng nổ. Thật sự là không thể nào giải tỏa được cảm xúc ngay lúc này. Một con nữa nào. 10 con da đen. Tuyệt vời. À, nếu các bạn đang muốn mua Shaw Upgrade Titan hay là Toxic Upgrade Titan, mấy con da đen mà tôi vừa mở, thì các bạn hãy lên Bi Đại Thần Rock các bạn nhé. Hiện tại tất cả những con này đều có trên đó luôn rồi nha. Rồi, thêm 10 hòm nữa nè. Không phải quảng cáo gì hết trơn á. Chỉ đơn giản là nếu mà ai có cùng sở thích là pay to win giống như tôi, và cộng thêm là trí não nữa nha, thì có thể ghé lên đó. Ok, chúng ta lại không được một cái gì cả. Và 10 hòm cuối cùng, tôi tin là hy vọng vẫn còn cho một con Hyper Upgrade Titan Speakerman. Please, 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 please. Ôi dài ôi.
không được rồi các bạn. Nhưng không sao, nhưng không sao, chúng ta đã đạt được thứ chúng ta muốn. Đúng. Và ngay bây giờ đương nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái con Hyper Breath Titan Speakerman này trong chế độ Nightmare, ác mộng các bạn nhá. Map mà tôi chọn để test con sức mạnh của con Hyper Breath Titan Speakerman đó chính là chế độ Nightmare và map là Toilet City các bạn nhá. Một cái map cũng đơn giản dễ chơi cho tất cả mọi người. Rồi, như các bạn có thể thấy đầu tiên đó là tôi cầm những gì? Tôi cầm một con Green Laser để đép lính ban đầu. Tôi cầm một con Santa TV Man để farm. Và điều đặc biệt là tôi cầm thêm cả cái con Speaker Woman Roll Farm để nó tối ưu cái lượng tiền để chúng ta có thể up cái con Hyper Upgrade Titan Speaker Man này nó lên level cao nhất một cách nhanh nhất các bạn nhá. Đó là một cái mẹo mà tôi gọi là một cái trích lỏ mà tôi học được từ các YouTuber. Là họ cầm hai cái farm chứ không phải cầm một cái farm. Rồi. À, chúng ta sẽ bắt đầu chơi game The Way thứ 3. À, sẽ bị mất một vài con lọt vào trong cái tường thành này. Nhưng mà tôi nghĩ đó không phải là vấn đề các bạn ạ. Trong 3 way đầu tiên chúng ta phải mua thật nhiều con Santa TV Man nhiều nhất có thể. Rồi, tới đây thì chắc chắn là way thứ 3, khi mà các bạn đặt 3 con Santa TV Man thì chúng ta sẽ để lọt từng này con toilet vào trong thành. Nhưng mà nó cũng không tốn bao nhiêu máu cả, các bạn cứ yên tâm. Way thứ 4, tôi sẽ đặt con Green Laser để bắt đầu nó đép lính các bạn nhá. Rồi, một cái con Green Laser Cameraman level 2 này là hoàn toàn có thể đép được trong một vài way tiếp theo. Chúng ta hãy tiếp tục nâng một cái máy farm nữa, đó chính là cái Speaker Woman Roll Farm. Và round này tôi nâng hai cái Santa TV Man lên level 2. Đó, hoàn toàn đẩy tối ưu cái lượng tiền cho những cái máy farm ở giai đoạn đầu các bạn nhá. Để về sau thì cái con Hyper Upgrade Titan Speaker Man này nó sẽ gọi là lên level max nhanh nhất có thể. Rồi, round thứ 7 các bạn up cho tôi con này lên level 3 để nó có thể đép nhanh hơn, bởi vì nó sẽ có hai con bot toilet với lại là con mutant toilet là 14-16.000 máu, cho nên là các bạn bắt buộc phải up lên nhá. Và đồng thời nâng luôn cái farm này lên level 3 cho tôi luôn. Đó, hợp lý ngay. Mẹ tôi là thiên tài chơi game mà các bạn. Chưa có ai chơi mẹ có vài trận như tôi mà đỉnh cao như tôi được. Mày đừng điêu. Sẵn tiện thì đặt luôn một con DJ Speakerman ở đây luôn nhá các bạn nhá, để cho nó bấp đam cho cái con laser của chúng ta ấy mà. Tôi chưa có tiền mua con DJ TV Man cho nên là xài tạm cái con DJ Speakerman này các bạn ạ. Rồi, up lên level 4 này để nó đép con Mutant Toilet là xong. Đó, ok. Ở way thứ 13 đợt toilet nó sẽ tràn ra khá là nhiều, các bạn cứ yên tâm. Chúng ta hãy cùng đợi 4.000 tiền để up cái con Green Laser này lên level max, là nó hoàn toàn có thể đép được tất cả những cái con này. Tôi sẽ chơi auto skip từ đầu đến cuối luôn để xem là có thua không nha các bạn. Rồi, up level max luôn nè. Và quay trở lại đây, up luôn cái này lên đây, up cái này lên đây, pam pam and pam. Ok. Các bạn hãy xem mẹ một thiên lực nha, một thiên tài chơi game đi. Với cái tình hình này thì ngay ở round tiếp theo tôi có thể đặt luôn con Hyper Breath Titan Speakerman tại đây. Pam. Wow, các bạn nhìn này. Nó to mà nó đẹp thật sự luôn đấy. Ai u. Nó trưởng bằng cái sóng xung kích của từ loa các bạn ạ. Ai ga. Được 6.000 tiền chúng ta cùng up lên level 2. Bam. Countdown chỉ còn 0.5. Và nó còn có thêm hiệu ứng là bắn cái tiên laser từ bàn tay nữa các bạn ạ. Thay vì trưởng trước ngực thì nó còn dùng tay để gây thêm sát thương nữa. Wow. Ngầu điên. Rồi, tập này đếp ổn rồi, chúng ta cùng nâng luôn cái Santa TV Man lên level 6 các bạn nhá. Cái tầm của con DJ Speakerman này lần đầu tiên tôi chơi tôi tưởng là to lắm, nhưng hóa ra nó khá là bé các bạn ạ. Nói chung là có coi con Hyper Upgrade Titan Speakerman này trong tay thì cái việc mà các bạn vượt qua chế độ Nightmare là cái chuyện rất là đơn giản nhá. Cộng thêm là cái con Green Laser Cameraman này đầu game thì nó cho các bạn một lượng đam rất là tốt. Nó dọn grip cực kỳ nhanh. Và cái thứ hai nữa là nó làm chậm. Các bạn có thể thấy là cái con Toilet này đang được nó đuổi làm chậm cực kỳ luôn. Rồi, ở round này thì tôi sẽ quyết định là up luôn lên level 3. Bam! 6.500 đam. Cái tầm hoạt động của nó bây giờ đang khá là to rồi đấy. Thời gian hồi chiêu của nó thì vẫn được giữ nguyên là 0.5. Và lúc này là nó bắn laser, bắn cái sóng âm bằng hai tay luôn rồi, chứ không phải một tay như là level 2 nữa. Chúng ta sẽ cần 15.000 tiền để nâng lên level 4. Nhưng khoan đã các bạn, hãy dùng tiền đó để nâng con Santa TV lên max level, đó là level 8. Mỗi round, mỗi con nó sẽ cho chúng ta 2.000 tiền, cộng thêm là 600 tiền từ mỗi cái bãi Speaker Woman Roll Farm này nữa, là cực kỳ nhiều tiền luôn. Rồi, nó sẽ được tăng thêm 15% dam và 12% cái tầm cho cái con Hyper Upgrade Titan Speaker Man này của tôi. Nếu mà binh hơn, bạn nào mà giàu, các bạn có DJ TV Man thì không phải nói rồi, nhưng mà tôi đang còn nghèo nên là xài tạm DJ Speaker Man các bạn ạ.
nó cũng đã là mắc bình lắm rồi. Rồi, chúng ta hãy cùng đến với level 4 của Hyper Blade Titan nào. Boom! Nó mọc thêm một cái loa cực kỳ to ở phía đằng sau nữa. Và con này level 4 chưa phải mắc, vẫn còn một level nữa là level 5. Và cái lượng tiền của nó để nâng cấp là 35.000. Nếu mà các bạn không tối ưu để xây những cái con unit farm giống như tôi thì thật sự mà nói 35.000 tiền là một con số cực kỳ khó để có thể đạt được các bạn ạ. Chỉnh cái con Green Laser Cameraman này thành trong gật các bạn nhé, để nó auto nhắm vào những con mạnh cho nó làm chậm. Và con này là con rỉa. Rồi 34.000 tiền rồi các bạn ơi, 35.000 tiền. Và cấp độ cuối cùng của Hyper Breath Titan Speakerman. Boom! Wow! Các bạn nhìn cái tốc độ đánh của nó này, 0.25%. Nó đánh từ cái viền vào nhà luôn. Mà cái tầm hoạt động của nó là cực kỳ xa, nếu không muốn nói là gần như là 60% của cái map Toilet City này luôn các bạn ạ. Oh my goodness. Đúng là con unit 1% có khác mà xịn xò thật sự đấy. Bình thường mà đi chế độ Nightmare mà không có con này thì tôi cũng thấy đã khá là dễ rồi. Nhưng mà từ khi có con này thì tôi chính thức là vua. Ở video sau thì tôi sẽ trải nghiệm cho các bạn xem cách mà tôi dùng con Hyper Upgrade Titan Speakerman này đi thử chế độ Endless để xem mà tôi lên được tầng bao nhiêu nha. Hôm bữa thì tôi có test thử rồi, là tôi lên được tầm khoảng 40 các bạn ạ. Để xem là nếu mà có con này thì tôi có thể lên được 60 hay là 80 hay không nhá. Tại vì cái chế độ Endless trong những phiên bản gần đây theo tôi được biết thì nó khó hơn rất là nhiều so với trước rồi. Cho nên cái việc mà leo tầng của nó không hề dễ nữa. Rồi, đặt thêm một con Hyper Upgrade Titan Speakerman ngay cạnh con đầu tiên thôi. Tầm này chúng ta rất nhiều tiền này, không phải lo các bạn ạ. Mà để chắc cú hơn thì các bạn hãy đặt thêm một con laser nó chỗ này nè, để cho nó chặn choáng thôi mà. Tầm này đắp chăn đi ngủ thôi, chứ còn cái tỷ lệ chắc cú là win là 100% rồi nha. 23.000 dam được gây ra. Đáng ra là 20.000 mà được thêm 3.000 dam từ cái con DJ Speakerman này nó búp các bạn. Như vậy là trong một giây, cái con Hyper Upgrade Titan Speakerman của chúng ta sẽ gây được 92.000 đam. Wow, một cái lượng đam vô cùng bá đạo. Rồi, up luôn cái con thứ hai của chúng ta lên level max. Bam. Oh boy, các bạn nhìn cái diện thương nó cute không? Má mê cái cách mà nó đứng nó xả luôn đó các bạn. Mê cái cách mà nó dùng hai tay nó chưởng, cộng thêm cái sóng siêu âm ở ngay giữa ngực của nó luôn á. Trời ơi, nó đã gì đâu luôn á trời. Có thêm cái con Green Laser này làm chậm nữa thì mấy con Toilet chỉ có lớp mà thôi. Và con này tôi nghĩ là chúng ta đặt luôn ở vị trí này nè các bạn này. Nâng cấp cho nó lên level 4 là nó cũng đã đủ tầm để có thể bắn tới chỗ này rồi các bạn ơi. Rồi, quá dễ dàng. À, nghe đồn thằng em Hùng Akira nó sau khi mà nó mở được cái con Hyper Upgrade Titan này hên hơn tôi. Nó chỉ tốn được khoảng 20.000 Robux là được rồi. Nhưng mà nó lại không vượt qua được chế độ Nightmare của cái map Toilet City này. Nhưng mà tôi thì lại vượt qua được, chắc chắn với các bạn luôn. Chỉ còn 10 way nữa thôi thì chúng ta sẽ gặp được con trùm cuối của cái map Toilet City chế độ Nightmare này. Đặt được thêm một con đó, mỗi một con Hyper Breath Titan Speakerman nó sẽ kẹp theo một con DJ Speakerman để nó tối ưu cái lượng đam thêm và cái tầm bắn của nó được rộng hơn. Uầy, mà chơi game chưa bao giờ nhàn đến thế. Nè, có lo to hết đồ thì nè, con mày có lớt không? Các bạn thấy không? Chỉ có lớt thôi chứ không có đi nổi luôn á. Để tôi xem là có đặt thêm được một con nữa không nha các bạn nhé. Có đặt thêm được một con nữa không? Đặt lại đi. Uầy, vậy là đặt được thêm một con nữa này. Cái số lượng tối đa mà chúng ta đặt được cái con Unit Hyper Upgrade Titan Speakerman là bao nhiêu hả các bạn? Hay là không giới hạn luôn? Kiểu như là full 15 con luôn hả? Nếu vậy thì vãi nồi quá, mà cũng không có một cái chế độ nào mà các bạn có thể đặt được gọi là 15 con Hyper Upgrade Titan Speakerman đâu. Tầm khoảng 4 đến 5 con thôi là mẹ xong mẹ game rồi. Rồi, con thứ 4 level max. Đặt thêm một con thứ 5 xem sao. Ui, vậy là đặt vẫn được này. Wow, chả nhẽ mẹ nó cho đặt không giới hạn luôn à? Khi nào mà đến wave thứ 50 các bạn hãy bán cho mình tất cả những cái bãi farm này nhá, bởi vì nó sẽ không được tiền, nó không có tác dụng nữa các bạn ạ. Rồi, chúng ta hãy cùng đến với wave thứ 50. Hãy đưa con chùm ra đây, gặp tao, nói chuyện với tao nào. Mày có phải là chùm không? Chắc chắn không phải rồi, con chùm nó là có cái đầu khất giống thằng Saitama các bạn ạ. Chống làm sao nổi với lại năm ăn cao to đen thôi. Xài cái tia laser màu đỏ này đây, con Giant Smooth Toilet ư? 2,5 triệu máu ư? Chưa đến 10 giây các bạn ơi. 5, 6, 6 giây. Trời ơi, nhức cái nách luôn á. Nhức cái nách luôn á, trời ơi.
chúng ta hoàn thành một cái map Nightmare chỉ với thời gian là 16 phút 52. Wow, một khoảng thời gian khá là nhanh đối với một cái chế độ Nightmare, đúng không các bạn? Đó là chúng ta còn chưa có những cái con búp thật sự là chất lượng, ví dụ như là DJ TV Man hay là những cái con xịn sò hơn như là Arnoser Cameraman các bạn nhé. Đó, nếu như mà có con Arnoser Cameraman này thì nó sẽ giảm hồi chiêu đi tận 20% cơ. Thì tức là 0.25 chỉ còn đâu đó là 0.2. Cái khoảng thời gian hồi chiêu là cái lượng đam gây ra nó còn khủng khiếp hơn nữa các bạn ạ. Và vừa rồi đó là một cái video mà mình đã mở thành công con Hyper Red Titan Speakerman, thuộc một trong những con mạnh nhất trong cái tựa game Twilight Tower Defense này. Và nếu như các bạn thích video này, đừng quên lại cho mình một like, share và đăng ký kênh, nhấn cái vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những cái video hay ho mà mình ra tiếp theo nhé. Nếu mà các bạn ủng hộ hoặc các bạn comment nhiều thì video sau tôi sẽ chinh phục thử cái chế độ gọi là Endless ở trước mặt kia. Đó, cái chế độ mà vô tận kia kìa các bạn. Đó, để xem là tôi sẽ đi được đến wave thứ bao nhiêu. Cũng như là ghé qua Beat Thần Rock để ủng hộ cho mình một con unit cực kỳ xịn sò. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.